nhân xuất hiện một cái ho ra máu trong đêm nhưng trên nền giãn phế quản. Bác sĩ đã đề nghị chụp CT có tiêm thuốc cận quang thì phát hiện ra có cái bất thường về động mạch phế quản, có thông động tĩnh mạch, và bác sĩ quyết định là nút mạch để mà ngăn ngừa cái tình trạng ho máu sét đánh nguy hại đến tính mạng. Mình bị viêm thủy phổi phải thì nó bị giãn cái phế quản khá là to, khá là nặng. Ngoài thì cũng đã điều trị ở đây rồi, cũng đã cân nhắc đến cái việc phải phẫu thuật. Thế nhưng mà điều trị kháng sinh xong thì tình hình nó ổn nên là vẫn cứ tiếp tục duy trì để theo dõi thêm. Thì đến năm nay thì lại đúng cái đợt giao mùa này thì lại tiếp tục bị lại vào cái vị trí chỗ phổi đấy. Thì dịch xoang các thứ nó chảy xuống, xong nó ngạt mũi, nó và sốt. Khi mà sốt cao mình vào viện. Bệnh nhân này bác sĩ quyết định là nút mạch cấp cứu để đề phòng bệnh nhân có thể bị ho máu sét đánh. Nếu mà ho máu sét đánh thì sẽ bị lụt phế quản và bệnh nhân có thể ngạt thở. Quá trình nút mạch thì các bác sĩ chẩn đoán hình ảnh cũng nhận thấy là có cái tình trạng thông động tĩnh mạch. Vì vậy các bác sĩ cũng đề nghị là sẽ phải can thiệp bằng phẫu thuật. Bản thân mình bình thường là một người rất là tích cực, nhưng mà khi nói đến phẫu thuật thì cũng lo lắng nhiều thứ, là liệu cái ca phẫu thuật nó sẽ như thế nào, hay là nó có ảnh hưởng gì không, hoặc là kết quả nó có tốt không. Thế nhưng mà mình cũng đã lựa chọn được cái nơi tốt nhất rồi thì cứ yên tâm điều trị thôi. Hôm sau là bệnh nhân đã được hội chẩn toàn viện, trong đó có các chuyên gia về chẩn đoán hình ảnh, bác sĩ gây mê, bác sĩ ngoại lồng ngực, phẫu thuật lồng ngực mạch máu. Hội đồng quyết định là phẫu thuật cắt cái thùy dưới phổi phải. Với cái bệnh như thế này thì giải pháp duy nhất để điều trị triệt để chỉ là cắt phần phổi đấy thôi. Khi phương án lên rồi và cho được nhân điều trị tích cực để chờ cho cái phần viêm nhiễm do cái ho máu đó ổn định, chúng ta mổ cắt phổi. Quyết định đưa ra là hoàn toàn chính xác và chúng tôi cũng đã chọn thời điểm vừa đủ sau điều trị bệnh mổ. Các bác sĩ luôn luôn chia sẻ cái tình trạng bệnh như thế nào, có thể tiến triển ra sao, hay là sử dụng những cái phương pháp nào. Khi mà bác sĩ chia sẻ thế thì mình hiểu là cần phải thực hiện những cái chỉ định như vậy. Với cả là bác ước thì cũng là một người rất là giàu kinh nghiệm rồi đấy, cho nên yên tâm là giao cho bác sĩ thôi. Bệnh nhân này là một cô gái trẻ, bệnh phổi rất là nặng. Dự kiến mổ này ở nội soi hỗ trợ. Cái việc phẫu thuật đặt ra là giải quyết được cái bệnh và vấn đề cắt làm sao đảm bảo độ an toàn trong phẫu thuật cũng như là các rủi ro tai biến thì cũng tạo áp lực tương đối đối với cái đội ngũ thầy thuốc, làm sau đó mà làm cái xâm lấn một cách ít nhất nhưng hiệu quả cao nhất, lấy được toàn bộ cái phổi cho cô ấy đi. Sau khi mổ ấy thì mình nghĩ là chắc phải nằm đến 1-2 hôm hay như nào đấy, bởi vì phẫu thuật lồng ngực cắt đi 40% phổi. Nhưng mà chỉ vài tiếng thôi là mình được lên khoa rồi. Bác sĩ sử dụng những cái phương pháp giảm đau rất là tốt. Mình thấy đỡ đau hẳn luôn, sức khỏe mọi thứ hồi phục khá là nhanh. Tự bản thân thì bây giờ thấy là hồi phục khoảng độ 70-80% đấy. Ở bệnh nhân này thì có bác sĩ gây mê hồi sức cho dùng phương pháp giảm đau rất hiện đại, nhưng bệnh nhân không đau đớn, tập thở tốt nên phục hồi rất là nhanh, cho đến ngày hôm nay có thể gần như trở lại được cuộc sống bình thường. Thực sự là mình rất cảm ơn các bác sĩ y tá của bệnh viện Tâm Anh, bởi vì là các bác sĩ rất là tận tâm và giải thích, giải đáp tất cả mọi thứ rất là chi tiết rõ ràng, khiến cho mình cảm thấy rất là yên tâm, cả gia đình cũng như vậy. Hơn nữa là các bác rất là thân thiện, hỏi han các thứ như là người nhà. Thế cho nên là cũng rất là cảm ơn các bác sĩ và đội ngũ y bác sĩ của bệnh viện Tâm Anh.